Đây là không khí tập luyện cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng cảnh sát cơ động và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại đoàn kỵ binh cảnh sát cơ động. Dù thời tiết nắng mưa thất thường nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới chất lượng luyện tập. Trong quãng thời gian vừa qua thì thời tiết ở Thái Nguyên thì nó rất khắc nghiệt, mưa gió thất thường. Và để đảm bảo cho cái sự kiện lớn của đất nước ấy, thì chúng tôi phải tỉ mỉ và rèn luyện từng ngày, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập để làm sao mà có một cái kết quả thành công nhất. Trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng cảnh sát cơ động và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh vinh dự tham gia khối diễu binh diễu hành. Để nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ này, cấp ủy và chỉ huy đơn vị đã tập trung xây dựng quyết tâm cao. Bên cạnh việc xây dựng các giáo trình, bài huấn luyện cho phù hợp, đơn vị còn tuyển chọn những chú ngựa tốt nhất, sau đó đưa vào chế độ chăm sóc đặc biệt. Những cán bộ chiến sĩ có ngoại hình to cao và sức khỏe tốt cũng được động viên làm nhiệm vụ. Di chuyển ngựa để lên làm nhiệm vụ rất là nhiều. Thì khi mà cái thời gian nó dày như vậy thì chúng tôi đã có những cái biện pháp, ví dụ như là chúng tôi sẽ tăng cường về thức ăn, về tăng cường về những cái thuốc bổ để bổ sung cho ngựa, rồi là tăng cường những công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, ví dụ như tắm, trải, vệ sinh môi trường, rồi là phòng những cái bệnh có thể xảy ra trong cái thời gian mà con ngựa nó di chuyển để thực hiện đảm đương được tốt cái nhiệm vụ. Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung có nhiệm vụ huấn luyện sử dụng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu. Là đơn vị mới được thành lập nhưng đơn vị đã chủ động từng bước hoàn thiện mô hình, tổ chức biên chế, xây dựng chương trình, kế hoạch, giáo trình, tài liệu, biện pháp và chế độ chính sách có liên quan đến công tác huấn luyện và sử dụng ngựa. Đến nay, đơn vị đã cơ bản làm chủ được những chú ngựa ngang bướng và thuần thục một số kỹ chiến thuật. Để được có được cái thành công bước đầu như thành công như đến giờ phút này thì cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia huấn luyện thì rất là vất vả. Những ngày đầu những chú ngựa này đều là những chú ngựa hoang dã. Đến giờ phút này mà nói là người và ngựa đã làm được quá trình huấn luyện đã trở thành những đôi bạn rất là tri kỷ và có sự hợp tác với nhau, rất là hiểu ý nhau về trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Cùng với các lực lượng, quá trình ra quân thực hiện nhiệm vụ cảnh sát cơ động kỵ binh đã tạo ra sự thân thiện, gần gũi giữa các lực lượng thực thi pháp luật với quần chúng nhân dân, góp phần tô thắm thêm truyền thống 50 năm của lực lượng cảnh sát cơ động.